Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp tất cả các bạn trong kênh Thần Thầy Lợi nha các bạn. Thì hôm nay là nói về một bài tập siêu khó liên quan về cái hình chữ nhật. Thì ở đây các bạn cần nhớ kiến thức nè, cần nhớ để giải quyết bài này. Thì thứ nhất đó là có chiều dài và chiều rộng lúc đầu và lúc sau, được chưa? Đó. Thứ hai đó là tăng là cộng. Giảm là trừ, được chưa? Nếu là nói tăng của tăng là cộng, giảm của giảm là cộng, được chưa? Giảm rồi giảm nữa là thành cộng, ok chưa? Rồi bắt đầu mình diễn đạt cái lời văn nha các bạn. Nháp nè, cái bước này nháp nè. Rồi bắt đầu. Chiều dài hơn chiều rộng, một cái hình chữ nhật nè, có chiều dài hơn chiều rộng là 10 mét. Thì đây là chiều dài và chiều rộng của lúc đầu. Thì mình ghi nha các bạn, dài đầu nè, chiều dài hơn chiều rộng, lấy thằng hơn trừ thằng bé, rộng nè, lúc đầu nè. Mình để cái chữ đầu hoặc đóng mặt lại để cho các bạn biết chiều dài lúc đầu trừ cho chiều rộng lúc đầu bằng bao nhiêu ạ? Bằng 10 mét. Tiếp tục, nếu tăng nè, tăng chiều dài nè, 2 mét, tăng là cộng nè, được chưa? Thì lúc đầu các bạn nhìn thấy nè, dài không có dấu gì, nó là tăng của tăng, vậy là cộng. Các bạn nhìn không ạ? Khi người ta ghi số 1 thì các bạn đó biết là cộng 1 đó các bạn. Vậy là dài, tăng của tăng là cộng. Tiếp tục, rộng nè, có dấu trừ nè, phía trước nè, gọi là giảm. Tiếp tục nè, giảm chiều rộng nè, 3 mét, vậy là giảm của giảm, vậy là cộng. Vậy từ đây mình sẽ có được chiều dài sau nè, trừ đi chiều rộng của hàng sau nè, sẽ bằng 10 nè. Rồi, tăng của tăng là cộng. Đây, tăng chiều dài là 2 mét là cộng 2. Tiếp tục, giảm của giảm cũng là cộng thêm 3. Đây, tăng 2, giảm 3. Ok chưa ạ? Vậy từ đây mình sẽ có được bằng bao nhiêu ạ? 10, 15. Vậy chiều dài lúc sau trừ chiều rộng lúc sau sẽ bằng 15 mét. Ok chưa? Tiếp theo thì mình có một cái hình chữ nhật mới nè. Chiều rộng bằng 5/8 chiều dài. Đó, 5/8 chiều dài, vậy là rộng sau bằng 5/8 dài sau. Rồi, thì ở đây lại các bạn lại quay về dạng gì ạ? À? Hiệu và tỷ số. Thì 5/8 này cho thấy chiều rộng chính là 5 phần. Rộng 5 phần. Dài chính là 8 phần. Dài là 8 phần. Vậy hiệu của dài trừ rộng, vậy là lấy 8 phần trừ 5 ra được 3 phần. Hiệu của dài trừ rộng lúc sau sẽ là 3 phần. Vậy ta lấy 15 chia cho 3 phần, đó là số mét của một phần. Được chưa ạ? Vậy muốn tìm chiều rộng giải nha các bạn. Chiều rộng hình chữ nhật lúc sau là, thì ta rộng là mấy phần ạ? 5 phần, mà hiệu của dài
hiệu của dài nè và rộng là 3 phần. Vậy ta lấy số phần của hiệu nè, 15 chia cho 3 nhân cho phần của chiều rộng là 5. Phép chia và phép nhân các bạn làm từ tay trái sang tay phải. 15 chia 3 được 5, 5 x 5 được 25 đơn vị là mét. Tiếp theo đó là chiều dài hình chữ nhật lúc. Lúc sau là thì ta lấy 15 chia 3 nhân 8 bằng bao nhiêu ạ? Bằng 40, 10 mét. Nhớ đây là chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lúc sau. Vậy muốn tìm chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lúc đầu thì các bạn quay lại đây nè. Lúc chiều dài tăng thêm 2 mét là cộng thêm 2 mét. Cộng thêm 2 mét mới ra được 40. Vậy muốn tìm chiều dài hình chữ nhật lúc đầu thì ta lấy 40 bớt đi 2 ra được 38 mét. Tương tự chiều rộng hình chữ nhật, xin lỗi, đây là lúc đầu nha các bạn, lúc đầu hình chữ nhật lúc đầu là thì lúc đầu mình giảm bao nhiêu ạ? Mình giảm 3 nè. Vậy muốn thì lúc đầu mình giảm 3 để ra lúc sau, bây giờ vậy mình phải tăng lên 3 để ra lúc đầu. 25 cộng 3 bằng 28 mét. Khi có chiều dài và chiều rộng lúc đầu thì các bạn tính được chu vi hình chữ nhật lúc đầu là sẽ lấy dài cộng rộng tất cả nhân 2 ra kết quả bằng bao nhiêu, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp Lợ. Tương tự diện tích hình chữ nhật lúc đầu là ta lấy dài nhân rộng ra kết quả bằng bao nhiêu, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp Lợ nha các bạn, và đáp số được chưa ạ? Vậy bài này tương đối khó nha các bạn, tương đối khó. Các bạn nhớ nếu xem mà chưa hiểu các bạn nên xem lại 2 đến 3 lần. Nếu xem đến 2 đến 3 lần nữa các bạn chưa hiểu thì các bạn hãy bỏ qua và lưu lại đi. Sau đó căn một ngày nào đó các bạn hãy xem lại thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Được chưa ạ? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợ để Lợ khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.